Chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh youtube từ Chữ Lành Và khai rất là vui khi mà ngày hôm nay được tiếp tục ngồi ở đây Để chia sẻ với quý vị những thông tin về sức khỏe Đặc biệt là những cái phương pháp giúp quý vị có thể là chăm sóc sức khỏe tại nhà Mà chúng ta có thể là không hoặc là hạn chế tối đa được cái việc đưa thuốc vào cơ thể Tức là chúng ta sẽ dùng những cái cách như là diện chẩn đông y Hoặc là những cái phương pháp thay thế khác như là bằng thảo dược Để mà giúp cơ thể tự điều chỉnh và tự chữa lành dần dần sẽ có được một sức khỏe tốt hơn và cái bệnh lý mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau à, nói tới đó chính là bệnh cao huyết áp và Khải sẽ chia sẻ cho quý vị một số loại thảo dược à, để quý vị có thể là dùng hàng ngày à, và chúng ta yên tâm là chúng ta sẽ sống chung với căn bệnh cao huyết áp mà chúng ta không sợ à, những cái biến chứng nguy hiểm của nó như là tai biến mạch máu não và những loại thảo dược này là những loại nào cách sử dụng ra làm sao thì Khải sẽ chia sẻ rõ hơn ở phần sau video Bây giờ thì rất mong quý vị hãy dành ra một ít thời gian để nhấn vào nút đăng ký và bấm vào quả chuông thông báo để ủng hộ Khải ra nhiều video hữu ích hơn trong thời gian tương lai. Và sẽ không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào phần nội dung chính nha quý vị. Và nói về căn bệnh cao huyết áp á, thì trong kênh youtube Tự chữa Lành Khải đã từng làm rất là nhiều video về căn bệnh này Tại vì nó là một căn bệnh rất là nguy hiểm Rất là nguy hiểm à, Nó được người ta gọi trong một cái tên là sát thủ giết người thầm lặng Tại vì rất ít người bị cao huyết áp mà có điều chứng Dẫn đến là bị tai biến Và cái căn bệnh cao huyết áp này là cái nguyên nhân hàng đầu gây ra cái tình trạng là bị tai biến mạch máu não Có tỷ lệ tử vong rất là cao Vậy thì À, chúng ta cần phải hiểu rõ cũng như là đề phòng à, Không được chủ quan với cái căn bệnh này Nếu mà chúng ta đang bị cao huyết áp Thì chúng ta cần phải là nghiêm túc điều trị Và sống chung với nó Tại vì à, hơn 90% Là những người bị mắc cao huyết áp á, Là do di truyền à, Mắc bệnh cao huyết áp nguyên phát Tức là không rõ nguyên nhân à, Thường là người ta cho là di truyền Trong nhà mà có người nhà Ông bà cha mẹ đã mắc phải bệnh cao huyết áp Thì à, cái à, bản thân chúng ta đều sao sẽ có cái nguy cơ mắc phải bệnh cao huyết áp rất là cao. thì à, chúng ta phải à, dường như là phải sống chung với lũ. vậy thì để mà sống chung với lũ an toàn thì phải chúng ta phải hiểu rõ về nó. thì à, ngay bây giờ khai sẽ chia sẻ với quý vị những cái loại thức ăn à, hoặc là những loại thảo dược mà quý vị nên dùng hàng ngày. À, quý vị biết rằng cái nguyên nhân mà khiến chúng ta bị cao huyết áp á thì à, cũng một phần là do chúng ta ăn mặn. và khi mà chúng ta ăn mặn như vậy thì cơ thể sẽ có xu hướng là tích trữ nước và gia tăng áp lực lên mạch máu và khiến cho chúng ta bị cao huyết áp. À, quý vị biết rằng à, muối ăn á, có công thức hóa học là natri clorua và à, trong hai thành phần này natri và clorua thì à, natri chính là cái, cái 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 thành phần mà gây hại cho sức khỏe của chúng ta. vậy thì chúng ta cần phải ăn những cái gì vào để nó trung hòa được natri này thì chính là chuối chín à, chuối chín nha quý vị. chuối tất cả chuối nào cũng được cả miễn là chuối chín thì chúng ta nên ăn vào một ngày chúng ta ăn khoảng là 3 đến 4 trái chuối à, chuối hờn chuối cao chuối gì cũng được cả chuối chín thì trong thành phần của chuối chín rất là giàu cái nguyên tố kali và khi mà kali này nó vào cơ thể chúng ta á, thì nó sẽ giúp trung hòa cái natri cái nguyên tố natri trong cơ thể từ đó thì á, nó sẽ giúp điều hòa được huyết áp của chúng ta nha quý vị cho nên những quý vị nào mà đang bị cao huyết áp hoặc là có nguy cơ mất phải bệnh cao huyết áp hoặc là những bệnh lý về tim mạch thì chúng ta nên ăn chuối chuối chín hàng ngày chúng ta ăn khoảng từ 3 đến bốn trái chuối thì rất là tốt cho sức khỏe nha quý vị và tiếp theo khải sẽ hướng dẫn cho quý vị sử dụng cái loại thảo dược đó chính là cái hà cần tây hà cần tây là một cái loại thảo dược rất là tốt cho sức khỏe đặc biệt là đối với thận nha quý vị ở trong video hôm trước á, cách mà để thanh lọc thận thì à, khải đã từng chia sẻ với quý vị về cách sử dụng cái hà cần tây này à hạt tây á quý vị à, mua về nhà chúng ta tìm những cái địa chỉ mà người ta bán hàng organic á chúng ta mua về à, rồi chúng ta dùng một à, cái muỗng xúp chúng ta à xay ra, xay ra, xay nát ra và chúng ta sẽ cho vào khoảng là 500 đến một lít nước nước sôi. À, chúng ta pha trà chúng ta uống. Chúng chúng ta uống thay nước lọc hàng ngày nha quý vị. Đó, thì cái cái thảo dược cần tây này á, hạt cần tây này á, nó sẽ tác dụng trực tiếp đến thận và sẽ à, thanh lọc thận loại bỏ những cái uh, những cái chất độc ở trong thận này rồi uh, loại bỏ nước ứ động ở trong thận này cũng như là cái hạt cần tây này cái thảo dược cần tây này nó sẽ giúp là rửa trôi những cái chất độc tố mà bám lâu ngày ở trong những cái tổ chức khớp. cho nên cái hạt cần tây này rất là tốt cho sức khỏe cái loại thảo dược thứ ba mà khải muốn chia sẻ cho quý vị để giúp quý vị có thể là điều hòa được cái mức huyết áp đó chính là cái cây quế cái vỏ của cây quế đây là một cái loại thảo dược rất là quen thuộc nó có cái mùi thơm và hơi ngọt thì cái quế này á, quý vị sẽ mua về ở ngoài thuốc đông y á, người ta chắc chắn sẽ có bán quý vị mua về chúng ta dùng một cái lượng nhỏ khoảng là hai cái miếng hai đến ba miếng quế chúng ta sẽ ngâm vào trong nước sôi chúng ta pha trà chúng ta uống và cái thời gian mà uống hợp lý nhất á, là vào buổi sáng sớm nha quý vị chúng ta uống khoảng một ly nước à, nước quế nước trà quế đó thì quế là một cái loại thảo dược à, đã được công nhận từ xưa đến nay và được sử dụng rộng rãi trong dân gian có rất là nhiều công dụng như là nó sẽ giúp quý vị phòng tránh cũng như là hỗ trợ điều trị được những cái chứng bệnh như là cảm cúm này rồi là hỗ trợ được cho hệ thống tiêu hóa nếu quý vị đau bụng rồi ăn không tiêu này kia thì chúng ta uống cái trà quế này vào cũng sẽ giúp à, cải thiện được cái chứng bệnh rất là nhanh. Ngoài ra cái thảo dược quế này á nó cũng sẽ giúp là à, à, kiểm soát được cái lượng đường huyết trong cơ thể, cũng như là nó sẽ giúp là quý vị điều hòa được cái mức huyết áp rất là rất là hiệu quả. quý vị à, buổi sáng nha quý vị buổi sáng buổi sáng uống cái trà quế này thì rất là tốt cho sức khỏe. chúng ta uống trước khi ăn sáng và khi mà chúng ta vừa ngủ dậy chúng ta uống ngay thì lại càng tốt nha quý vị và song song với cái việc sử dụng những loại thảo dược mà khải vừa chia sẻ thì quý vị cũng có thể là chúng ta áp dụng những cái cách là dây án bấm huyệt trên chính cơ thể của chúng ta để điều hòa được huyết áp một cách thật là hiệu quả an toàn tại nhà à, cái cách mà dây án tác động vào những huyệt vị thì khải đã từng chia sẻ rất là nhiều và rất là kỹ ở trong những video trước đây thì à, nhắn nhân đây khải cũng xin nhắc lại một lần nữa dù sao thì à, à, chúng ta làm đi lặp lại thì cũng giúp cho chúng ta nhớ được lâu hơn và một trong những huyệt vị mà quan trọng hiệu quả nhất trong việc điều hòa được huyết áp đó chính là huyệt vị nội quan của tâm bào kinh tâm bào kinh là một cái đường kinh mạch nó liên quan và chủ trị trực tiếp ở cái màng tim của chúng ta và theo đông y thì cái màng tim là một cái bộ phận có thể thay tim hứng chịu những tổn thương và à, thi hành cái mệnh lệnh của tim và huyệt vị nội quan cái vị trí của nó là nó sẽ nằm gần cái cổ tay đây quý vị này, nằm gần cổ tay và kích cái ngắn cổ tay này khoảng là 3 ngón tay của chính bản thân của mình. Thì cái vị trí mà nằm dưới cái ngón tay áp út này chính là cái vị trí huyệt vị, vị nội quan nó nằm giữa hai sợi gan này. Và cái huyệt vị, vị nội quan này á, là huyệt vị, vị chuyên điều trị những cái chứng bệnh do khí huyết không điều hòa gây nên như là à, đau tim, à, rối loạn nhịp tim, rồi á, là điều hòa được huyết áp cũng như là khi mà chúng ta có bị đau ở dài dài thì chúng ta cũng sẽ tác động vào đây, nó cũng sẽ chữa trị được thì cách tác động như thế nào quý vị dùng một ít dầu nóng một ít dầu nóng chúng ta dùng chúng ta bôi vào huyệt vị, vị nội quan này chúng ta cũng có thể là chúng ta dùng tay để dây nhưng mà chúng ta dùng cái dụng cụ thì nó hiệu quả hơn chúng ta chấm một ít dầu nóng này chúng ta sẽ dây vào dây vào huyệt vị, vị nội quan này à, quý vị hết cái dây này chúng ta dây vào đây khoảng 2 đến 3 phút À, dây khoảng 2 đến 3 phút hoặc là chúng ta dùng cái dụng cụ này quý vị cái cây à, dò cầu à, dò cầu gai thì à, đây là dụng cụ chính hẳn của chuyện chẳng khá rất là thích tại vì nó rất là tiện chúng ta dùng cái đầu gai này, chúng ta lăn vào khu vực này à, chúng ta lăn vào khu vực này thì chắc chắn chúng ta sẽ tác động đúng trên huyền vị nội quan của tâm bầu kinh và sẽ giúp à, điều hòa được huyết áp hoặc là quý vị dùng cái cái dụng cụ là cái búa lớn của diện chẳng chúng ta gõ vào cái huyệt vị nội quan này à, chúng ta gõ từng nhịp từng nhịp chúng ta gõ khoảng 20 đến 30 tiếng đếm à, và chúng ta quý vị lưu ý là chúng ta tác động một cách tương tự như vậy có thể dùng tay hoặc là dùng dụng cụ tác động trên cả hai huyệt nội quan nằm trên cái cổ tay trái và cổ tay phải tại vì đường kinh mạch trong cơ thể nó sẽ chạy hai bên và một ngày chúng ta tác động vào đây khoảng 2 đến 3 lần. Tóc nhất quý vị hãy dây ấn vào huyệt vị nội quan này vào lúc buổi sáng khi mà chúng ta chưa bước chân xuống giường. À, và khả giới thiệu thêm quý vị một cái dụng cụ nữa đó chính là cái bàn chạy tiên, bàn chạy tiên lăn đồng láng lớn. Thì cái dụng cụ này á, có chức năng á, là chúng ta sẽ chạy đầu. Chạy đầu như vậy nè, chạy đầu. chảy đầu như vậy á, thì sẽ giúp khí huyết trong vùng não chúng ta được lưu thông được tốt hơn và phòng tránh tối đa được cái biến chứng tai biến mạch máu não. quý vị biết rằng hầu hết tất cả những cái ca bệnh, cái ca mà tử vong do tai biến mạch máu não nó sẽ xảy ra vào buổi sáng sớm. đây chính là cái thời điểm rất là nhạy cảm, tại vì huyết áp thường nó sẽ cao vào thời điểm này. cho nên nghĩa là quý vị cần phải thực hiện tác động vào vị nội quan vào buổi sáng trước khi mà chúng ta bước chân xuống giường, à, tại vì như vậy, tại vì thời điểm này huyết áp nó thường là cao, thường là cao nhất trong ngày cũng như là chúng ta sẽ sử dụng cái lượt chạy tiên này chúng ta chải đầu để giúp khí huyết lưu thông trên vùng não được tốt hơn phòng tránh tối đa được cái biến chứng tai biến Và chúng ta dùng chúng ta chạy tất cả những vị trí trên cái đầu chúng ta trên cái vùng vùng não chúng ta nha quý vị và như vậy thì thông qua video vừa rồi khai đã vừa chia sẻ cho quý vị cách sử dụng những loại thảo dược xung quanh chúng ta có cái công dụng rất là hiệu quả trong việc điều hòa được huyết áp cũng như là chia sẻ với quý vị cách chúng ta tác động vào những cái vị trí trên cơ thể để phòng tránh tối đa được biến chứng gây tai biến mạch máu não Khải hy vọng rằng với những thông tin mà khải vừa chia sẻ sẽ, sẽ giúp ích cho quý vị rất là nhiều trong việc chăm sóc sức khỏe tại nhà. quý vị có những cái thắc mắc gì thì hãy cứ để lại dưới phần bình luận của video và quý vị có nhu cầu mua dụng cụ chính hãng để mà à, điều trị chăm sóc sức khỏe tại nhà như là cái bàn chạy tiên này, cây búa lớn hoặc là cái bộ dụng cụ như là cây giải khuyệt này và cây dò cầu này thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với khải thông qua số điện thoại khải để dưới màn hình có thể gọi trực tiếp vào hoặc là nhắn tin zalo. Khải sẽ cố gắng trả lời sớm nhất cũng như là giao những dụng cụ này sớm nhất cho quý vị. Và bây giờ thì Khải xin tạm dừng video tại đây. Xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nha.